Số 1, số 3. Số 1, số 3. Số nào của mình là nhớ vị trí đó. Ai à? Lên đụng em, đụng coi. Đụng coi. Thử thách đầu tiên của chúng ta có tên là ai nhanh ai đúng. Với thử thách này á thì rất đơn giản là chúng ta trả lời những câu hỏi liên quan đến âm nhạc mà thôi. Nhưng luật chơi ở trong ngày hôm nay sẽ khác so với những số trước. Mọi người đã từng thử chơi trò chơi cướp cờ chưa ạ? Dạ có. Gì chứ cướp giật đâu tôi có chơi hết. Ủa chị? Dạ. Ấy à, nhỏ đó. Mấy trò này trong hẻm đồ tạc lon đồ chơi dữ lắm chị. Đúng rồi, đây là mấy cái trò chơi nhân gian của mình hồi xưa đó. Một lát nữa đó thì cả hai đội sẽ cùng lên đứng ở đằng sau hai cái vạch mà chương trình đã kẻ sẵn ở đây. Một đội chúng ta sẽ đánh số từ 1 đến 3, Sam sẽ là người ở giữa hô khẩu hiệu. Nếu mà Sam gọi là số 3 thì cả hai cùng chạy lên, ai cướp cờ được và chạy về đích được nhưng không có bị cái số của đối phương mà chúng ta chạm vào người á thì sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi. Nhưng nếu như mà chúng ta chạy về mà không kịp á, bị đối phương á, đội đối thủ của chúng ta chạm vào người thì là coi như quyền trả lời thuộc về đội đối thủ, giành quyền để trả lời câu hỏi. Đội chó cha của tôi quyết sẽ ăn cho đủ với đội khổng lồ. Yeah. Ghê chưa? Ơi. Rồi. Yeah. Xin mời cả hai đội ạ. Cả hai đội của chúng ta đã ở vị trí sẵn sàng. Nhưng trước khi bắt đầu thì Sam muốn các bạn đặt số cho đội của mình trước nè. 1 2 3 Vâng, ở đây là 3, 2, 1. Bây giờ Sam kêu số là chạy lên luôn nha. Với tiêu chí không ăn gian. Xin mời số 2 ạ. Số 2 chị. Chị chào. Chị với mẹ bé Quỳnh đó chị. Đụng vô cái cờ chị đụng liền. Em không ngờ là chị Trang giật lẹ không vậy. Nhưng mà bây giờ trả lời mới quan trọng nè dạ. Trên màn hình sẽ hiện lên những cái chữ cái và nhiệm vụ của chị Trang là phải đoán được tên bài hát bằng những chữ cái gợi ý đó. Dễ vậy? Trời ơi em ơi, chị không thuộc nhất là tên bài hát đó em. Chị thôi bắn luôn đi ạ. Quá đã. Cái này dễ nè, tại vì cái bài hát đầu tiên này đơn giản lắm. Chỉ có 3 từ thôi, dễ đoán nha. Nhớ là chúng ta chỉ có 10 giây để trả lời câu hỏi nha chị Trang. Rồi. Và xin mời bài hát đầu tiên, chữ cái xuất hiện ạ. M-C. Quá đơn giản luôn chị. Nó là tên của một cái bài hát chữ cái bắt đầu của tên. Sao? Sao mình chưa có? Em à, em xin trả lời. Đợi em xin trả lời. Sáng mắt chưa? Trời ơi, cái câu này giống như là nói cho đội chó chi của mình nó sáng chưa. Tức là nó theo thứ tự luôn chứ không phải là nó đúng nào rồi. Chữ cái. Đúng rồi. Xin lỗi em, não chưa thông lắm. Não chị chưa thông mà em thấy não của hai đồng đội của chị muốn bay ra ngoài rồi. Văng rồi, não em văng đi rồi. Rồi xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng về vị trí tiếp tục nha. Lượt thi đấu đối kháng thứ hai giữa hai đội. Chúng tôi xin mời số 1, số 3. Số 1, số 3. Bị dính rồi. Trung thua rồi, chị già đã chạm được chưa? Về trả lời chị, mình về trả lời. Lại là một câu hỏi tương tự như câu hỏi lúc nãy. Chúng ta cũng sẽ đoán tên một bài hát, nhưng bây giờ nâng lên là 5 chữ cái rồi. Xin mời hệ thống. Dễ. Anh ta bỏ em rồi. Chính xác. Nó mạnh dữ. Bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ 3. Quang Trung có vẻ chuẩn bị sẵn sàng quá. Chúng ta xin mời số 1 và số 2. Lên đụng em, đụng coi. Đụng coi. Dạ đụng coi. Mất trả lời đi.
nè, con đụng rồi. Chị, khi mà chị được chị Trang cầm được, cái tự nhiên em hốt được trên tay chị Trang vậy là sao hả chị? Là em đang cầm á, em giật được đó. Vậy là em thắng chưa? Là em thua, con đụng rồi, thắng gì nữa. Đại diện gì dạ, đụng em rồi. À, trời, đụng qua đụng lại vậy hả? Hãy cho Sam biết tên bài hát là gì. Chúng ta có 8 chữ, 10 giây để trả lời. Xin mời. Chữ em sẽ em xa ra, em sai rồi, anh xin lỗi đi. Hay quá vậy. Hay đúng quá chị dạ ơi. Hay. Trời ơi quá dạ ơi. Thần đồng âm nhạc. Khoan, như vậy là chúng ta đã chiến thắng một lượt rồi nha. Đây sẽ là lượt thi đấu thứ tư của ngày hôm nay. Xin mời số 1, 2. 1, 2. Vậy cái gì vậy? Anh này. Như vậy là đội Chối Trang giành quyền trả lời. Xin mời các bạn về vị trí. Câu hỏi của chúng ta lại là một câu hỏi dạng kiến thức nha. Câu hỏi của chúng ta là: hãy cho biết khi đi học mẫu giáo, ca sĩ ST Sơn Thạch thích nhất được tặng cái gì? Tên bài hát hết. Tên bài hát của ST. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bắn đi. Xong. Dạ. Chúng ta bên đội này chúng ta có biết câu trả lời không ạ? Dạ không. Không ạ. Ủa, em nghĩ là tặng một bông hồng ạ. Không, đây là tên bài hát của ST. Tặng cái tên bài hát cho ảnh hả? Phiếu bé ngoan. Đây sẽ là lượt thi đấu thứ nào nha, các bạn hãy chú ý nha. Sao xin mời số 1, 2, 3 ạ. Số nào của mình là nhớ vị trí đó. Ai da. Xin chúc mừng đội khẩu lồ. Cuối cùng có được một lần rồi chị ơi. Nhớ có 10 giây thôi nha Tú nha. Hãy cho biết khi đêm khuya mà vẫn không ngủ được, ca sĩ Hansara và Kay Trần sẽ làm gì hết? Tên bài hát. Hansara và Kay Trần là bài hát rất dễ thương luôn. Xin đồng nhất máy. Không được nhắc, không được nhắc. Xin đồng nhất máy. Tự nhiên đêm khuya không ngủ được. Xin đừng nhắc máy. Gọi điện thoại cho nhau đúng không chị? Phải. Nhưng mà em nhớ cái tên đêm cô. Mình biết bài đó không? Em biết. Dạ biết. Mà em nhớ đủ cái bài sau thì cũng là một bài của Hansara. Đúng rồi, trời ơi, rất là tiếc nha. Bây giờ mình lên tiếp nè chị. Dạ. Yeah. Sẵn sàng ạ. Xin mời số 2 ạ. Hai ơi. Từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Đụng tay của chị Trang. Ồ, vậy hả? Chưa kịp đổi số luôn. Hình quá. Đội khổng lồ của chúng ta đã giành quyền trả lời nha. Câu hỏi số 6 này của chúng ta là một câu hỏi dạng lựa chọn đáp án. Sẽ có 3 đáp án là A, B, C. Hãy cho biết trong ngày tận thế, ca sĩ Tóc Tiên, người duy nhất còn sống trên trái đất đã hẹn hò cùng với ai? A, người máy. B, siêu anh hùng. Và C, người ngoài hành tinh. Hết. Chị biết không? 10 giây bắt đầu. Nhắc một cái là bắn liền. Bắn. Chị biết không? Nhắc một cái là bắn liền. MC ơi. Ê. Nhắc mà cũng sai nữa. Đáp án chính xác của chúng ta là gì? Bên đội Chối Trang của mình có đáp án không ạ? Không. Quên thiệt hả? Có biết đâu. Cái gì? A là người máy. Là B là siêu anh hùng. Em không làm. C là người ngoài hành tinh. Chắc siêu anh hùng. Chính xác. Ok, chúng ta về vị trí nha. Vâng ạ. Xin mời số 2 ạ. Số 2 kìa, ai số 2 lên đi từ đầu thôi. Bình tĩnh đi. Trời ơi. Chối nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới câu hỏi về hình ảnh nha. Nhìn hình ảnh và đoán tên MV. Chúng ta sẽ cùng quan sát hình ảnh như sau. Cho Sam biết đây là MV gì. Xin mời. Sớm cùng MTV. Trời ơi. Cái gì vậy chị? Tự nhiên cái gì em. Trời ơi. Cái đó đó chị. Cái gì nói đây mà chà xanh chà xanh gì đó. Quên rồi. Đúng rồi. Em biết em đoán thử được không ạ? Xin mời Trung. Dạ chúng ta của hiện tại ạ. Chính xác. Xin mời cả nhà cùng ra lại nè. Sẵn sàng, xin mời vị trí số 2 ạ. Số 2 vậy? Số 2.
Qua giấy. Qua chừng. Số 2 về số 1 đó đã. Số 2 về số 1 rồi. Số 2 chưa về mà bên này em lên rồi. Ok. Khổng lồ lại giành được quyền trả lời câu hỏi. Xin mời các bạn. Xin mời hình ảnh. Trời ơi, dễ luôn. Dễ. Em xin mời Trung. Em xin được phép đoán MV Màu Nước Mắt. Trời ơi, có ai biết không nào? À, em biết rồi. Cái không gì? Phải Màu Nước Mắt. Cái đằng sau Màu Nước Mắt á, nó là cái gì đó, cái gì mà cổ trang vua chúa. Tự Tâm. Tự Tâm. Tại vì cái MV Màu Nước Mắt là cái MV thời hiện đại chứ không phải là cái MV cổ trang. Ôi, này Tự Tâm em rồi, sai. Như vậy là chiến thắng quá rực rỡ thuộc về đội Chói Trai.